thì em rất là thích. Tại vì lúc đầu em cũng định thi vô quân đội, nhưng mà lúc đó theo em tìm hiểu đồ á là phải ra tới ngoài Bắc để học, mà trong khi đó em không biết nấu ăn. Anh nhớ tên em không ạ? Này mệt à, cái này mệt á. Nuốt nước miếng rồi, căng thẳng rồi. Là bắt cổ làm kìa. Là tôi gì đó. Thì khi khác về về làm sao? Hả? Khi khác về về làm sao? Không, làm luôn đi. Không khi khác. Nào đứng lên. Đồng chí Tân. Thử lên coi. Thử đi. Thử lên coi. Đồng chí thiếu quý không? Nghe lời tôi. Nào, Minh Nhất đứng lên. Em bước vô. Đi. Đi. Em bước vô. Đồng chí Hùng, Hùng đồng chí Hân, Trân. Em có ý kiến. Em thấy anh nhát quá, thôi để em thụ chung. Ừ vậy đi, vậy cũng được nữa. Không, em làm được. Em làm được. Cái này đồng chí Hùng làm được, đừng có giành. Hùng. Đồng chí Trân Hùng ngược lại. Băng nữ. Bây giờ giới thiệu về mình đi. Em tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Hùng, quê gốc em ở Quảng Bình và hiện tại em đang công tác ở Đồng Nai. Em bên quản lý điều hành phương tiện của phòng hậu cần sư đoàn 302. Rồi, mà bạn gái. Là em tên là Nguyễn Ngọc Hoài Trân, 23 tuổi, hiện đang làm sales admin trong công ty sự kiện Ngàn Thông. Dạ, quê quán em là ở Đồng Nai ạ. Hiện nay em đang làm việc ở đâu? Dạ, ở thành phố ạ. Mình giới thiệu một chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi em. Dạ, điểm mạnh của em là thân thiện, hoạt bát, nói chung cũng dễ tiếp xúc. Còn mà nhược điểm của em là lười và không biết nấu ăn. Hả? Thì bình thường hiện giờ là ai nấu cho em ăn? Dạ, mẹ em nấu em ăn. À, đang còn ở với mẹ. Dạ. Ủa, em trai. Dạ. Em có khi nào nấu cơm không? Dạ, có. Có hả? Mình làm hậu cần, mình quản lý về hậu cần, tức là ăn uống trang thiết bị này kia hết luôn đúng không em? Dạ, em bên chuyên bên phương tiện xe cộ anh. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là hòa đồng, vui vẻ, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc. Còn hạn chế là ít nói và thiếu tự tin, chưa đồng đông và chưa các bạn nữ khác giới. À, khác giới. Sinh hoạt cộng đồng xã hội thì đông người thì em có mạnh mẽ không? Dạ, cái đó mình làm theo chức trách chuyên môn thì cứ thế làm thôi. À, chuyên môn thì làm được đúng không? Dạ. Nhưng mà tán gái thì yếu hả? Chín chắn vững vàng. Nhưng mà đối với tình yêu thì bao giờ cũng nhút nhát hết trơn á. Còn cái tật xấu nào nữa không? Dạ, chị mắt em to quá nên nhiều lúc em ngủ á chị. Bạn em không biết em ngủ không thích. Ồ, mắt bên đó to lắm hả? To lắm. Nhưng mà ngày hôm nay một số đặc biệt như thế này, em có cảm giác như thế nào khi là người bạn trai bên kia là một sĩ quan? Dạ, chị em rất là thích. Tại vì lúc đầu em cũng định thi vô quân đội. Nhưng mà lúc đó theo em tìm hiểu đồ á là phải ra tới ngoài Bắc để học, mà trong khi đó em không biết nấu ăn. Và ba mẹ cũng vậy, em sợ. Nên ba mẹ cũng không cho đi luôn. Sợ gì? Xa á chị. À, sợ xa nhà. 4 năm đại học của em học ở đây á là tuần nào em cũng về nhà, mà còn học ở ngoài đó thì chắc một năm em chưa về được 2-3 lần nữa chị, nên vậy thôi em cũng không đi nữa. Chứ hồi đầu là thích. Dạ. Cũng thích thi vô bên đó. Dạ. Thi vô cái gì? Dạ, hậu cần. Hậu cần luôn. Tại đó thi vô giờ đâu cần lên đây, hai người gặp nhau rồi. Ủa mà tại sao em thích? Dạ thì lúc đó là trường em có nói chung là một trong những trường ở trong miền Nam á, mà được về hướng dẫn á, mấy anh chị bên quân đội á, thì em nhìn phong thái của mấy anh chị đó rất là thích, rất đặc biệt là mấy chị nữ, em rất là thích nên em về em cũng nói ba mẹ vậy đó, ba mẹ cũng đồng ý. Nhưng mà khi được nghe được tin phải ra tới ngoài Bắc học á, nên thôi. Dạ, nên thôi. Rồi tình trường em thì sao, mình có trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, chị nhìn vậy thôi chứ chưa qua á chị. Chưa mối tình nào hết? Dạ. Hồi đi học rồi tới giờ luôn cũng không có luôn. Dạ. Lý do tại sao đẹp, dễ thương, đẹp gái vậy mà không ai để ý hả? Dạ, nói chung thì có thì cũng có. Nhưng mà dạng như là em cảm nắng rất nhanh, nhưng mà cũng tắt nắng rất là nhanh. Em thích cái anh đó, bạn đó. Xong cái quan tuần sau nó hỏi, ủa sao xong không nghe mày nhắc nữa. Tôi thấy không còn gì nữa, không thích nữa. Chết rồi, vậy là bây giờ ai làm sao mà ở bên cạnh em là phải làm gì mới hoài đúng không? Lúc nắng lúc mưa thì khó nhờ. Em trai lo không em trai? Dạ, mình nói mình cố gắng thì cũng không vấn đề gì cả. Em trải qua mấy mối tình rồi? Chính thức thì chưa. Chưa luôn hả? Dạ. Lý do tại sao có thể chia sẻ được không? Trước kia là em cũng đi
học học xong rồi là mình đi thi vào môi trường quân đội thì trong thời gian đồ các thứ rất là hạn chế, ra ngoài ít, điện thoại thì cấm sử dụng. Của em thì đầu tiên là về ngoại hình thì em ngoài bình thường, biết quan tâm chia sẻ, biết kính kính trên nhường dưới và hết. Có điều gì em không thích ở người bạn gái? Hay cảm ràng, giả sử như là lúc mình làm sai một cái gì đó, cái gì không đúng mà nói hoài đúng không? Mà sau này mà mình có lỡ mắc phải cái khuyết điểm gì mà lại lấy cái đó ra là nhảy. Em có hay cảm ràng không em? Chắc có chị, nói chung là cũng dài lắm chị. Giờ tính em cũng hay tăng động đó chị. Tăng động là sao? Là ví dụ như có cái chuyện gì đó mà kích thích em quá là em sẽ không được bình thường nữa. Mà em làm gì? Dạ thì em cứ như con điên vậy chị, không tự kìm nén được, phải có người khác kìm lại. Yên tâm, với môi trường quân đội anh ấy sẽ rèn giũa em. Rồi bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Cao ráo, dễ nhìn, biết quan tâm em, biết lắng nghe. Em là con út nên cũng được thương, nên em cũng muốn là nó cũng phải nghiêng là ví dụ cũng quan tâm đến gia đình em. Rồi cao ráo thì cũng hơi cao. Dễ thương thì rất dễ thương. Có điều gì em không thích ở người bạn nam? Tính là gia trưởng thì em cũng không thích. Nhậu vô, uống vô chị, mà nó nhiều em cũng không thích. Thà uống vô rồi ngủ, chứ đừng có ngồi nhảy với em. Anh kia có nhậu không em? Dạ, đó điều không thể tránh khỏi chị. Nhưng mà nhậu vô làm gì? Dạ, nhậu xong đi ngủ chị. Có thể là mình uống một cốc nước rồi mình trước khi đi ngủ chị. Vậy được, dạ. Đừng có nhậu vô mà ngồi lải nhải nha. Cao nhưng mà chưa ráo. Hai người này có cặp mắt to y như nhau hả? Lông mi dài. Bên này lông mi trời sao dài dữ vậy em? Gắn lông mi giả hả? Dài dữ vậy trời, tôi lần đầu tiên mới thấy con trai mà lông mi dài vậy luôn á. Cuối tuần thì đơn vị sẽ tạo điều kiện được nghỉ thứ bảy chủ nhật, có điều kiện lên thăm bạn gái. Mặt mày căng thẳng vậy cứ vui lên. Cũng thiếu quý chứ bộ. Em cao mét mấy? Cho em cao mét 62 ạ. Nhìn chị cái coi, trời ơi chị không dám nhìn, lát sao dám nhìn bạn gái. Trời sao mắt ông này ướt dữ vậy? Muốn khóc hả? Không, không mắt ướt á. Đa tình quá vậy. Đa tình lắm á. Có hay khóc không? Dạ không vậy. Em có lãng mạn không? Cũng không thực sự lãng mạn lắm. Trời ơi ông nhát quá vậy trời, có nào mình hỏi hồi ông khóc không? Dễ gì. Mắt em to là lông mi em không dài bằng lông mi ảnh đâu nha. Coi bên đàn gái sao mà cũng tăng động quá nha. Trời em gái, mắt anh ấy lông mi dài luôn, thậm chí dài hơn em luôn á. Nhưng mà em xinh hơn ảnh. Thấy cảm nhận như ảnh sao? Em thấy em tăng động quá nè, anh nghiêm anh ít nói quá. Nghiêm ít nói lắm á. Em có thích sự lãng mạn không? Dạ hầu như ai cũng thích sự lãng mạn á. Nhưng anh này hơi khô chút xíu. Yên tâm, em tạo lãng mạn cho. Tạo lãng mạn hả? Dạ. Tưởng tượng buổi đầu tiên mình hẹn hò sao cho lãng mạn á. Thì em kêu anh sẽ mua hoa nè, đứng ngay cái chỗ em ở anh. Rồi thì đợi em ra tặng hoa cho em, rồi nói chuyện này nọ kia các kiểu. Miễn sao anh nói hài hước rồi nói anh chung. Anh không nói luôn rồi sao? Thôi để em nói luôn cho anh. Được. Phải trực cơ quan, thậm chí là đêm hôm. Lúc đó đó mà con khóc con bệnh gì đó, mà có nhiệm vụ thì anh phải đi luôn. Giờ giấc đi chơi nó không được nhiều lắm. Được không? Dạ về cái vụ mà chăm con hay là gia đình gì đó thì em cũng có xác định là khi mà cưới á là em cho ba mẹ em lên xe hoa chung với em. Hiểu rồi. Tức là cho ba mẹ em lo luôn cho con em gì đúng. Trời ơi, tội nghiệp ông bà già giờ khổ cứ nuôi con cháu không. Bây giờ kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt nha. Em có cảm nhận gì về anh? Dạ, thì nãy giờ thì em thấy anh rất là hiền, ít nói. Không biết em tăng động ở lòng anh sợ không ạ? À không, anh thì bình thường thôi. Thứ bảy nhật em có phải đi làm không? Dạ, đối với công việc của em á, thì em làm tới thứ bảy. Nhưng mà trong một tháng chủ nhật sẽ có một chủ nhật phải trực. Không biết anh sắp xếp được không ạ? Cái đó không thành vấn đề em. Mà anh, nhà em có những cao thủ nguy hiểm á, thì không biết anh chống đỡ được không ạ? Tại vì cao thủ nhất là giờ bữa nay ba em bận không có đi được. Ba em rất là trôn người. Em đây 23 năm sống với ba em là trong tư thế toàn phòng thủ không anh? Trôn theo cách như thế nào? Không, ba em chỉ trôn vui thôi. Nhưng mà nếu mà những người nào không cứng á là sẽ bị ba em hằn gục hết à.
Anh thì bộ đội thì có gì thì nói đó thôi, cũng không, anh đoán là chắc ba em không chôn được anh nhiều đâu. Anh nhớ tên em không ạ? Này mệt à, cái này mệt á. Nuốt nước miếng rồi, căng thẳng rồi. Anh có một đặc điểm điểm là mỗi khi là căng thẳng là anh hay quên. Cách trả lời cũng như không. Em có nhớ tên bạn trai không? Dạ tên Hùng á. Thôi gì giới thiệu lại đi. Dạ em tên là Nguyễn Ngọc Hoài Trân. Trân trong từ chân châu chứ không phải cái chân. Rồi rồi, anh nhớ rồi. Không biết là anh có chấp nhận cho ba mẹ em lên xe hoa chung không ạ? Là... là đi về chỗ ở chung á. Cái đó thì... được em ạ. Được, mặt căng dữ vậy trời. Ông này cũng làm công chuyện căng thẳng quá. Đúng là tình yêu anh này nhát quá. Bây giờ hát bài coi, mạnh mẽ lên nào đồng chí Thiếu Quý. Bắt đầu. Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngẩn ngơ, chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Bây giờ nè, em sẽ có khoảng độ chừng 30 giây thể hiện cái mạnh mẽ của người đàn ông. Thí dụ như là nghĩ nghiêm gì đó ha, quân lệnh gì đó, em làm thử coi coi có sợ không. Làm, bắt cổ làm kìa. Dạ thôi cái... gì đó. Khi khác về làm sao? Hả? Khi khác về làm sao? Không, làm luôn đi. Không khi khác. Nào đứng lên. Đồng chí Tân, đứng lên coi. Thử coi. Thôi làm thử coi. Đồng chí Thiếu Quý Hùng, nghe lời tôi. Nào Bình Nhất đứng lên. Em ngồi xuống. Nghĩ. Em ngồi xuống. Đi nghiêm kìa. Ngồi xuống đi em, ngồi xuống đi em. Sao em đánh giá gì anh này? Em thấy em tăng động anh này có vẻ hiền quá, không biết kìm được em không. Kìm được đó, em tăng động em cứ làm gì khùng khùng điên điên. Anh chỉ cần anh ngồi nhìn em vậy cái tự nhiên em ngại quá em thụt xuống à. Đồng chí Tân, quét nhà. Đồng chí Tân, giật quần áo. Trời ơi, căng chổi lại. Đồng chí Hùng, quét đi. Chốt lại bây giờ trong tim mình đang suy nghĩ điều gì? Anh từng nghe một người nói là cuộc sống chỉ thực sự có nghĩa khi và chỉ khi có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu và có gì đó mơ ước ở tương lai. Anh mong em hãy cho anh và cho chúng ta một cơ hội để được tìm hiểu, để tiến tới xa hơn nữa. Mặt ta bên đây nghiêm trang lắm mà mặt cô cứ cười hoài vậy cô. Dạ, tay anh có luôn không anh? Không, tay anh bình thường. Dạ. Dạ không, em hỏi thôi để biết anh rung nó bấm nút được không á, thì nếu nói em bấm hồ dùm với. Không, em cứ yên tâm, anh là mọi thứ vẫn ổn. Với tình yêu bao giờ con người cũng cảm giác mềm nhũn ra, hãy thông cảm cho anh ấy, bởi vì tôi biết rằng trái tim anh ấy cũng đã rung động đấy. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3 hết thời gian. Mẹ lỗ tai dữ rồi. Chúc mừng đồng chí Hùng, đồng chí Tân, bấm tay. Bấm nút rồi mà mặt vẫn nghiêm trọng á Hùng. Cười tươi lên. Đồng chí Hùng, Hùng đồng chí Hân, Tân. Em có ý kiến. Em thấy anh nhát quá, thôi để em thụ lý. Vậy đi, vậy cũng được nữa. Không, em làm được. Đấy, làm được. Cái này đồng chí Hùng làm được, đừng có giành. Hùng. Đồng chí Tân hung ngược lại. Trời ơi, sao mẹ vui dữ vậy? Có bom không? Bom. Không, đơn vị... bên đây bạn gái sợ rồi kìa. Đơn vị em ở bên thì nạn nhỏ đấy. Thằng nhỏ thì chết nổ vừa vừa đúng không? Dạ. Cũng không biết nhiều, biết được chút ít thôi bạn ơi. Anh có súng còn gì nhỏ hay em. Mình cao 1m78 mà nặng 82kg là có mập không bạn? À được, như vậy là được. Rồi cái móng cái đó để làm chi dài vậy? Để khều mấy cái chốt lựu đạn đó.
Mời bạn nữ ra sân khấu. Mời bạn nam. À, mời em gái giới thiệu về mình trước. Dạ, lời đầu tiên thì cho em gửi lời chào tới anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và đặc biệt là các bạn khán giả với một nửa bên kia nha. Em tên là Mỹ Phượng, em 26 tuổi và em đến từ Đồng Nai. Phượng đang làm việc gì Phượng? Dạ, em đang làm kế toán văn phòng ạ, ở Nhân Trạch, Đồng Nai chị. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và bạn cùng chơi và toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đồng Văn Tân. Hôm nay em 26 tuổi, quê em ở Hải Dương và hiện tại em đang công tác ở đơn vị ở Xuân Đồng, Đồng Nai. Công việc cụ thể của em là gì em? Hiện giờ em đang là trợ lý quân khí. Em là quản lý về vũ khí đạn của trung đoàn. Có bom không? Bom? Không, đơn vị... Bên đây bạn gái sợ rồi kìa. Đơn vị em bộ binh thì đạn loại nhỏ đấy. Đạn nhỏ thì chứ nổ vừa vừa đúng không? Dạ, dạ. Anh ơi, bữa nào anh cho em xem cái hình viên đạn với xem anh nhá. Ừ, cái đấy thì bình thường bạn ơi, đạn thì mình quản lý cả một kho rất là nhiều. Ô vậy hả anh? Em cảm nhận như thế nào nếu mà bạn trai làm trong quân đội? À, thực sự em nói thật là em rất là thích các anh mà bên quân đội cũng như công an, an ninh. Thực sự là vậy. Tự nhiên nó nhìn vô anh, mấy anh tự nhiên mình cảm thấy mình được bảo vệ vậy đó. À, anh ơi, anh có biết võ không anh nhờ? Cũng không biết nhiều, biết được chút ít thôi bạn ơi. Anh có súng còn gì võ em. Vậy là bảo vệ em được rồi đó. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Có thể là em thì một phần là thiên về truyền thống và hiện đại. Truyền thống thì ở đây thì em vẫn giữ những cái nề nếp của gia đình của mình. Phụ nữ thì em muốn là mình hoàn thiện hơn về cái công dung ngôn hạnh của người phụ nữ Việt Nam. Còn hiện đại thì tất nhiên em vẫn theo những cái chủ nghĩa giống như là tự do, bình đẳng nam nữ. Nhược điểm em tự nhận em là một người rất là khó tính và sống theo cái khuôn khổ của mình. Chẳng hạn em không bao giờ mặc những cái bộ cánh nó sexy đi ra ngoài chẳng hạn ha. Trong gia đình thì em vẫn bắt em gái em phải theo nề nếp. Ví dụ ăn cơm là phải mời em. Ví dụ em gái mà không mời em, mời mẹ ăn cơm mà dám ăn cơm trước là thế nào cũng bị phạt. Sau khi nghe cô gái thì chia sẻ điểm mạnh, điểm yếu của mình thì em cảm thấy như thế nào? Thực sự những cái vấn đề đấy nó không phải là cái gì cái nó quá đáng quá. Cái thế mạnh, thế yếu của em là thế nào? Em thì cũng biết chơi thể thao. Tính thì cũng vui vẻ, hòa đồng, cũng dễ gần với mọi người. Có một số người khi mà mới gặp em thì nhận xét là thấy ghét em á. Sau khi họ tiếp xúc 1-2-3 lần ấy, thì họ lại nghĩ ngược lại. Ủa đâu có gì ghét nhỉ? Em không biết được. Hay mặt em ngầu quá đúng không? Mặt em ra ngoài đường nhận xét em 30 tuổi không? Bị già trước tuổi đó hả? Dạ, dạ. Điểm yếu em là gì? Bạn gái có thích con trai hút thuốc không? Dạ không. Đó. Thực sự em có hút thuốc. Nghe cái từ muốn bỏ thuốc liền. Dạ không. Anh ơi, anh cho em hỏi xíu, một ngày anh hút mấy gói thuốc á? 5-6 điếu bạn ơi. Anh có thể bỏ thuốc được không? Nếu mà sau này mình tiến tới mình có tình cảm tiến tới với nhau được thì nhất trí là mình sẽ nghe theo lời của bạn. Dạ, anh hứa đó nha. Hứa thôi em ơi, chị cũng nhiều người hứa vậy lắm rồi, không hay làm, càng ngày hút nhiều hơn. À, em sẽ bày anh cách bỏ thuốc nhé. Còn cái gì nữa không nè, mẫu người đâu ngoài cái hút thuốc đó ra. Anh Linh kiểm tra giúp em nha, anh đó tóc đừng có kiểu cách bây giờ á, mấy bạn nam hay bây giờ hay sợ sợ cái này nè, là không thích, tóc là giống như kiểu anh Quỳnh Linh thôi. Em lùn lắm cho nên em thích người cao cơ. À, cao 1m78. À rồi ok. Em thích các bạn nam phải đen đen một tí, cao và tròn tròn. Thường thường cao là ốm. Mình cao 1m78 mà nặng 82kg là có mập không bằng. À được, như vậy là được. Ok, nãy giờ đưa ra ok hết rồi đó. Dạ. Còn gì nữa không? Chỉ có thuốc là chưa ok thôi. Còn về tính cách là một người biết tôn trọng lời nói. Tức là trước khi nói ra cái gì thì mình phải suy nghĩ. Yên tâm, quân đội mấy cái này là nó chắc lắm em. Phát ngôn là phải xin ý kiến đàng hoàng. Vậy là ok rồi, em chỉ cần như vậy thôi à, đúng không? Dạ. Còn bạn trai, bạn yêu cầu gì bên đàn gái nói xem bên kia có đáp ứng được không? Như lúc đầu Phượng ra có chia sẻ thì là Phượng là một người theo cái trường phái là truyền thống ấy, thì là em cũng rất là thích. Nếu mà cao được từ 1m57 trở lên thì tốt. 57 trở lên. Bao nhiêu bạn ơi? Bạn cao mét bao nhiêu?
Dạ cái này em nghĩ là em làm được. Tại vì ví dụ như em lùn thì em có thể mang giang kéo có. Được, không sao. Về tính cách thì là dễ gần, hiền. Còn về công việc thì là như Phượng chia sẻ là em cảm thấy là tốt rồi. Được. Rồi có cái điều gì mà bạn không thích, không thích ở người bạn gái nữa không? Em không thích là có hình xăm. Xăm có chút xíu à, xăm trái tim ngay đây nè. Không, nếu mà xăm nó lộ quá đâu anh. À có nghĩa là xăm mà một mình em thấy thì được, mà nếu lộ ra ngoài người khác thấy thì không được. Nhìn mà quíu quíu tay chân dữ vậy. Trời ơi, xe bằng tay ra coi. Rồi cái móng cái đó để em chi dài vậy? Đó có tí à. Để khều khều mấy cái chốt lựu đạn đó. Mình có cái tật xấu gì nãy giờ mình chưa khai ra không? Có nhậu không? À có, nhậu có. Ủa nãy em không có hỏi vụ nhậu vậy là em chịu nhậu hả? Nhậu ở cái mức độ nào anh? Cái xích nhậu là mấy chai xỉn? 8 chai thôi. Đó, thuốc là 4 điếu, nhậu là 8 chai. Ok, khi nào đi nhậu thì cho em đi cùng, tại vì em sẽ hạn chế anh nhậu. Được không em? Nhưng mà em cũng không gọi là đặt nặng vấn đề đó, có bạn đi cùng là vui rồi. Bây giờ người ta đã là một sĩ quan chuyên nghiệp rồi. Ôi chào dạ, gái. Em chào anh. Giọng nói thật sự là ấn tượng với anh nãy giờ đấy. Dạ. Vấn đề bây giờ cái quãng đường để hẹn hò với nhau đó. Đồng Nai nhưng mà chỗ nào? Anh ở đoạn chỗ nào anh nhờ? Ừ, Xuân Độc bạn ơi. Hơi xa đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà em nghĩ vậy nè, nếu như mà thực sự mình đã nghĩ tới cho nhau thì cái thời gian không, khoảng cách không là gì cả. Em không đòi hỏi là anh ngày nào cũng gặp em đâu, yên tâm đi. Một tháng chúng ta có thể gặp nhau một lần, rồi ví dụ như cuối tuần hoặc là buổi tối chúng ta dành thời gian nói chuyện điện thoại cho nhau. Phải làm cho nhau biết được rằng thực sự là mình cũng có nghĩ về người bên kia là được. Được rồi. Rất là chính chắn. Anh nói với em nghe nha, cô gái bên đó có đầy đủ phẩm chất là gọi là làm người vợ, người mẹ, có thể giải quyết bất kỳ tình huống nào. Tốt. Rồi bây giờ mình nghe ý kiến bên đồng chí quân đội như thế nào. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả quý vị và chào em dâu. Em dâu. Trước hết thì nói luôn để bé biết, anh Tân nói riêng và những người quân nhân như bọn anh nói chung ấy, không phải chỉ có gươm và súng mà trong tâm hồn còn có cả nhạc và thơ. Hay quá. Gia trưởng thì chắc chắn không có. Đối với lại em dâu ấy thì em yên tâm. Trước hết anh muốn nói em này, em muốn xem đạn của Tân cũng được. Đấy. Nhưng mà đừng nhìn Tân bằng con mắt hình viên đạn, mà hãy nhìn Tân bằng con mắt của hình trái tim. Đối với Tân ấy thì súng dài có, súng ngắn có, đạn to có, đạn nhỏ có. Còn về con người thì anh nghĩ là chuẩn. Anh là anh duyệt rồi. Dạ. Đấy, còn chú thì phải cố gắng. Nhìn cái là phải ấy ngay, phải khắc phục cái khuyết điểm của mình ngay. Dạ. Tuyệt vời. Xin cảm ơn chị. Tiêu chuẩn là đã đủ. Bây giờ chị xem nhịp đập của trái tim như thế nào. Cái màn lên. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Trong quân đội là chào như thế này đúng không? À vậy hả? Bữa nào bày em nhé. Em nói thật nhé, bó hoa này em rất là thích. Đây là lần đầu tiên em nhận hoa hồng. Em khó tính mà, cho nên hoa là phải hoa màu đỏ và phải bó lại tròn như thế này em mới thích. cho em hỏi nhé, hồi nãy là anh có nghe em chia sẻ về những cái vấn đề hồi nãy ấy, thì anh thấy em đạt tiêu chuẩn của anh chưa? Khi mà mình được gặp trực tiếp bạn đây thì anh với em đi. Mình với bạn nào ở đây hết á. Khi mà anh được gặp trực tiếp em ở đây á, như này thì anh nhất trí 100% rồi. Cho em hỏi là anh ở như vậy thì có khi nào anh nghĩ tới cái chuyện sẽ lập nghiệp ở ngoài kia không? Ngoài Bắc à? À đúng rồi đó. Như nhà anh thì cũng có mỗi hai bố mẹ ở ngoài quê thôi. Cái lập nghiệp mà do bản thân anh. Nếu mà anh làm ở trong này thì mình sẽ bố mẹ sẽ vào đây cùng ở cùng. Bố mẹ cũng không bắt ép là mình phải về ngoài kia. Dạ, dạ. Em đặt ra một cái chuyện như thế này, anh giải quyết như thế nào? Tức là chúng ta đến với nhau, sinh con, hai đứa đầu mất con gái tiêu rồi. Mẹ anh muốn thêm một người cháu nữa, muốn sinh con trai. Thì anh giải quyết chuyện đó như thế nào? Nếu mà hai gái thì cũng có một cái gì đó nó hơi buồn thật. Bởi vì mình là... Sao buồn? À, bởi vì em là trưởng anh Quyền Ninh. Anh cũng là trưởng nè. Cũng hai đứa con gái nè. Vui như Tết. Tức là hơi buồn một tí thôi anh. Còn lại thì em cũng không quan trọng là cứ nhất thiết mà phải có con trai. Trai gái vì cũng còn mình. Nếu mình có một chút xíu buồn thì đôi khi vợ mình không được vui. Dạ.
mà vợ không vui thì cả gia đình cũng không vui đúng không? Trai gái là do mình chứ bộ, coi lại súng đạn mình đi chứ tự nhiên đổ thừa con gái vậy. Em nói thật, chuyện nam nữ con trai con gái là do anh chứ không phải do em. Trong khi anh buồn thì em lại lo. Thực sự nếu trường hợp đó xảy ra thì sao, anh buồn thì sao? Và lúc đó tự nhiên em cảm thấy em là người có lỗi. Như anh cũng đã nói thì cũng có một cái gì đấy nó hơi buồn thôi, nhưng mà nó không quan trọng. Trong gia đình á, ví dụ như anh có một cái quyết định nào đó thì anh thường hỏi ý kiến của ai? Trong gia đình thì nếu mà khi anh có quyết định anh sẽ hỏi ý kiến của mẹ. Chẳng hạn như mẹ anh chê em chẳng hạn đi, ví dụ là vậy thì sao ạ? Thực sự là mình hỏi là để xem cái ý kiến của mẹ thế nào thôi, còn quyết định là do bản thân mình mà em. Mẹ anh chê em nhưng mà sống với lại anh sau này là em sẽ sống lâu hơn, chứ không phải là mẹ có thể thay quyết định của anh để kiếm được một người vợ cho anh được. Quan trọng là cái tình cảm của anh đối với em thôi, chứ không phải là tình cảm mẹ đối với em. Theo anh nghĩ là như vậy. Suy nghĩ cho kỹ, bấm nút hay không bấm nút là quyền của các bạn. Chuẩn bị, những khoảnh khắc này tất cả mọi người đều cũng lo lắng và căng thẳng như những nhịp tim đang đập vậy. 1. Hai. Ba. Hết thời gian. Chúng tôi cũng muốn thử cái tình cảm bạn gái thế nào. Chưa cho nắm mà nắm lẹ dữ rồi trời. À, tức là vạch ra kế hoạch chiến đấu trên bản đồ đúng không? Dạ. Vậy thì bản đồ Đồng Nai em rành không? Dạ, thì cả nước luôn. Vậy là tìm nhà bằng kia hơi dễ đúng không? Dạ. Nay vậy em chấm cái tọa độ, em vẽ cái tọa độ Suối Tiên rõ rõ nhìn chị nha. Dạ. Rồi. Không lâu hả? Lâu là bao lâu? Dạ khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng 15 phút. Trời đất ơi. Có khi thì em đem cái điện thoại vô em coi chương trình bạn muốn hẹn hò trong phòng. Wow. Trời ơi. Rồi em thích thêm một cái nữa là mong bạn nam cũng bự bự. Trời ơi. Hồi xưa giờ rất là nhiều người lên bạn quen họ, nó không thích ông bụng bự nè, không thích người mông bự nè, đặc biệt không thích đầu hói. Mà em thích hết những điều đó, trời mừng quá mừng em. Dù sao trên cõi đời này vẫn còn những người con gái tuyệt vời như em. Cảm ơn em. Chào đồng chí. Chào anh. Rồi bên kia là chào đồng chí rồi đó. Đồng chí nhường bên đây trước nha. Mời em giới thiệu, em tên gì? À dạ em xin gửi lời chào đến tất cả các vị khán giả ở đây và anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào em. Và bạn nam ngồi bên kia bức rèm ạ. À, và em xin giới thiệu, em tên là Hoàng Thị Kỳ Duyên. Quê gốc em thì ở Quảng Trị. Em sinh ra và lớn lên thì ở Đồng Nai. Và hiện tại thì em đang công tác tại Suối Tiên. Duyên năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em sinh năm 94 ạ. Em làm công tác gì ở Suối Tiên? À, hiện tại thì em đang làm bên phòng sale marketing. Và công việc đó là bộ phận điều hành du lịch ạ. Wow, điều hành du lịch. Một đi vô Suối Tiên khỏi tốn vé nha. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Chào bạn nữ xinh đẹp và toàn thể quý vị khán giả. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Hoàng Văn Phúc, năm nay 25 tuổi, hiện đang công tác tại Trung đoàn 3, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4, Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai. Em mang lon như thế là hai sao một gạch, trung quý đúng không? Dạ. Quê mình ở đâu? Dạ quê em ở Đồng Nai chị ơi. Vậy là hai người sát bên luôn, thuận lợi quá ha. Cụ thể công việc hiện nay em làm trong quân đội hiện là gì? Hiện tại bây giờ em đang làm trong quân đội là ngành nhân viên bản đồ. Dạ. Là coi bản đồ hay sao? Giữa năm và cuối năm thì mình sẽ chấp ghép các bản đồ và vẽ lên đấy các hình thức chiến đấu như đấy. À, tức là vạch ra kế hoạch chiến đấu trên bản đồ đúng không? Dạ. Vậy thì bản đồ Đồng Nai em rành không? Dạ, thì cả nước luôn. Vậy là tìm nhà bằng kia hơi dễ đúng không? Dạ. Bữa nay vậy em chấm cái tọa độ, em vẽ cái tọa độ Suối Tiên rõ rõ là nhìn chị nha. Dạ. Rồi, Duyên em giới thiệu một xíu về bản thân mình, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em rất là thích nấu ăn và thích dọn dẹp nhà cửa rồi. Nhưng mà em có một cái nhược điểm rất là khá nặng, đó là em hay hàu đậu. Và em chạy xe thì cũng hay bị té đó, cho nên em cũng lên chương trình để tìm tài xế. Wow. Lái xe được không? Dạ em lái mấy bánh được ạ. Mấy bánh cũng được luôn đúng dạ. không? Quân đội mà lái xe chắc cũng chắc lắm. Là mình có cái tật xấu gì không? Dạ em có một cái tật xấu đó là em tắm rất là lâu ạ. Tắm lâu hả? Lâu là bao lâu? Dạ khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng 15 phút. Trời đất ơi.
Con gái thì thường gội đầu, uống tóc rồi sữa tắm nữa. Mà em tắm là từng cái, có nghĩa là em gội đầu xong đợi khoảng 15 phút cho dầu gội thấm vào da đầu, sau đó em xả nước xong rồi em ủ đợi thêm khoảng 15 phút nữa. Cứ là từng cái cho em có làm. Thôi mấy cái kia khỏi kể nha. Nhưng mà rồi cái lúc mà em ngồi trong đó rồi em đợi là em làm gì? Làm gì hỏi người ta, làm gì kể người ta? Là mình bắt ghế vô phòng tắm ngồi luôn hả em hay sao? Dạ, có ở trong phòng tắm em nó có cái ghế chị là cái ngồi chỗ. Nhiều người ta ngủ trong bồn tắm luôn á. Có khi thì em đem cái điện thoại vô em coi chương trình bạn muốn hẹn hò trong phòng tắm. Wow. Trời ơi. Từ khi tiên mà về tới nhà trọ em thì cũng khoảng mất 1 tiếng hả. Thì về tới nhà khoảng 6 giờ là em tắm đến 7 giờ sau đó em mới nấu ăn. Nấu ăn bao lâu? Dạ em nấu ăn rất là nhanh chị. Khoảng nửa quá. Tiếng là xong. Tắm thì 1 tiếng cho nấu ăn có nửa tiếng thôi vậy cũng được. Thôi giờ mình phải tranh thủ ăn nhanh nhanh lên nha. Xong ăn uống xong cái 8 giờ rồi đi chơi. Tới mấy giờ về? Dạ em ít đi chơi chị. Bữa tối 2, 4, 6 thì em đi dạy thêm. Còn những ngày bình thường thì em tới trung tâm em dạy làm bánh. Ồ, em đi dạy thêm cái gì? 2, 4, 6 em dạy thêm môn hóa ạ. Lớp mấy? Dạ em dạy hóa cấp 2. À dạy hóa cấp 2, giỏi. Trời cô giáo này giỏi quá. Anh lên đây anh kêu bữa nào dạy anh tắm tiếng mấy đồng hồ đó. Tắm tiếng mà chờ nổi không? Em đi chỗ khác tắm. Em đi chỗ khác tắm à? Anh có điểm mạnh điểm yếu gì không? Về điểm mạnh của em thì theo em nghĩ em là một người sống rất tình cảm, vui vẻ, nhiệt tình với công việc. Còn về khuyết điểm của em thì đôi lúc cũng hay nhút nhát với người khác giới. Nhút nhát cho chị em phụ nữ ha. Dạ. Mình mong muốn tìm một mẫu người bạn trai là người như thế nào? Em muốn quan trọng về ngoại hình mà bạn nam bụng bự. Cái gì em? Mẫu hình gì? Dạ. Bụng bự hả? Dạ đúng rồi. Chị ủa rồi chắc không có bụng bự đâu. Có người ngồi kế vào rồi bụng bự thôi. Dạ em thích xoa bụng bạn nam á chị. Da bạn nam thì ngâm, tại da em cũng ngâm mà ba bạn trắng thì ra đường nhìn nó khó coi lắm chị. Rồi em thích thêm một cái nữa là mông bạn nam cũng bự. Trời ơi, bên kia làm sao? Thích bụng bự, mông bự. Bạn bên đây bụng không được bự, mông cũng không bự. Còn gì nữa không? Vớt giác lại cái coi. Trời ơi sao em tả cái gì mà nó không ấy, tả khuôn mặt đẹp vậy trai. Mắt mũi miệng, thế? Chiều cao, cân nặng. Ừ. Dạ bạn nam thì hơn em một cái đầu, để nghĩ bóng và nghĩ đen á chị. Ừ. Dạ, gương mặt thì nhìn hiền, nhân từ là được. Em không cần bạn nam phải quá đẹp trai ạ. Rồi. Dạ. Còn tính cách của bạn nam thì phải điềm đạm, hiền với vợ con, nhưng mà ra đường thì phải có tiếng nói. Ừ. Khôn dễ sợ ở nhà rồi, như nhà phải nghe lời vợ, ra ngoài phải mọi người phải nghe lời mà. Chồng đúng không? Qua cái bức màn nãy giờ thấy thí dụ cho em tưởng tượng để em hình dung cái anh bên kia như thế nào. Chị hôm qua chị thì chương trình gọi em là hôm nay đi quay là nguyên đêm luôn, không biết sao em ngủ không có được. 2 giờ thì em có ngủ được một xíu thì em mơ thấy một bạn nam mặc áo chú rể, nhưng mà xui một cái là cái tích cơ nó dán vô cái mặt bạn nam luôn. Nhưng mà em thấy được là cái đầu bạn nam cũng hói nhưng mà cũng thích. Hả? Là thích hói nữa hả? Dạ đúng rồi chị. Trời ơi cô này lạ quá anh Linh. Anh khoái cái vụ này nè nha. Vừa thích hói vừa thích bụng bự. Chào em. Trời anh ngưỡng mộ em dễ sợ luôn. Hồi xưa giờ rất là nhiều người lên bạn muốn hẹn hò, nó không thích ông bụng bự nè, không thích người mông bự nè, đặc biệt là không thích đầu hói. Mà em thích hết những điều đó, trời mừng quá mừng em. Dù sao trên cõi đời thì vẫn còn những người con gái tuyệt vời như em. Cảm ơn em. Dạ. Thấy vậy đó hả? Hôi hói. Tại sao em thích hói nè? Dạ hói nhìn thông minh. Đúng rồi, hói thông minh. Em dễ thương thiệt luôn á nha. Dạ. Trời ơi, em đẹp dễ thương quá thì ghét kìa. Anh bên đây cũng có hơi hói hói. Trời hay quá, anh kết rồi đó. Dạ. Đàn trai chịu luôn rồi đó. Chịu luôn rồi hả? Nhưng được mà giờ đàn trai yêu cầu đặt ra tìm bạn gái như thế nào nè? Cao mét trên 1m54 là được. Ngon. Dạ. Bao luôn, gì nữa? Tóc dài, tóc ngắn cũng được ạ. Có tóc là được đúng không? Dạ, có tóc là được. Tính tình thì cũng hiền lành, thật thà, lễ phép với người lớn. Cô bên kia thật thà lắm, em nghĩ sao nói vậy thôi. Em có cái mẫu hình lý tưởng nào không? Giống chị Cát Tường là được ạ. Bạn hồi đó giờ á, lên chương trình bạn muốn hẹn hò, mẫu người lý tưởng là toàn lấy anh Quyền Linh ra không à. Đi qua coi anh này coi. À. Trời ơi, mắc cái mớ gì mà em nói giống chị, trời ơi chị thấy gớm. Dạ. À, chị sắc sảo lắm. Chị dễ thương đẹp gái. Ai cũng nói chị hung dữ hết trơn á. Dữ em mới chịu. Ủa vậy hả? Dạ.
Trời ơi đẹp trai quá hả? Nay cặp này đẹp, đẹp đôi dễ sợ luôn. Có cái điểm gì em không thích ở người bạn gái không? Xăm mình mà xăm nhiều quá. Tôi chưa hỏi mà tôi nhìn là tôi biết không có xăm. Dạ. Yên tâm, được đó, cặp này được chị gả luôn nha. Cố gắng lên nha. Được, cặp này hợp lý. Bạn, bây giờ cái thời khắc quan trọng là hai bạn cảm nhận nhau như thế nào khi mà cái màn kéo lên. Chàng trung úy tên Phúc và cô giáo tên Duyên. Dạ, cảm ơn. Lần đầu tiên gặp em trên đây thì thấy em là một người là xinh xắn, dễ thương, hiền. Anh nghĩ là chắc là chúng ta thuộc về nhau rồi. Trời ơi, ổng nghe sếp nói quyết thắng ông vô thẳng vấn đề. Câu đầu tiên chúng ta thuộc về nhau luôn, hay. Thế em thì em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ, em thấy anh là hiền ạ và điềm đạm. Đặc thù công việc của anh ấy, thì ít khi được ra ngoài, chỉ nên là có thể có bạn gái thì đơn vị chắc chắn sẽ tạo điều kiện là được thứ bảy nhật nghỉ để đi chơi với bạn gái. Không biết là em có ngại về cái vấn đề các ngày mà đi làm từ thứ hai đến thứ sáu thì không gặp nhau thì em thấy như thế nào? À, thì ngày xưa lúc còn chưa có suy nghĩ chín chắn thì em phải bắt bạn nam em là một tuần phải đến thăm em 3 lần đến 4 lần. Nhưng mà sau này thì em suy nghĩ thì em cảm thấy rằng mình gặp nhiều hay không là do bản trái tim mình luôn hướng về nhau. Và mỗi lần gặp nhau thì phải chất lượng. Anh lúc nào cũng chất lượng. Trời ơi. Hẹn hò thế nào? Đừng nói đưa vô suối tiên coi thú đâu nha. Chắc vậy rồi, hợp lý rồi. Thì hẹn hò mình nên đi những nơi nào? À dạ, đi đâu mà có người mình thương thì đi đâu mình cũng thích ạ. Vậy là anh đưa đi đâu cũng được phải không em? Dạ không, đi những nơi mà... Rồi con cái hay sao? Tương lai của em thì chắc chắn là sẽ hai đứa. Chắc chắn là sẽ một trai một gái. Trời đất ơi, ông rồi rủi không được con trai con gái thì sao? Em cảm nhận là em sẽ có một trai một gái. À, cảm nhận. Dạ. Yeah. Anh hồi xưa cũng cảm nhận vậy đó em. Bây giờ mỗi người nói về cái sự suy nghĩ của mình, những cái sự rung động của mình từ nãy giờ. Đồng chí Trung Quý Phúc. Mày em như vậy là nói chung là anh cũng không có gì, nhưng mà nếu mà chúng ta đến được với nhau á thì anh sẽ nguyện hy sinh tất cả vì em dưới sự lãnh đạo của con tim. Hãy suy nghĩ thật kỹ, lắng nghe nhịp đập của trái tim mình. Ở đây không ai ép buộc chúng ta cả. 3 2 3. Hết thời gian. Duyên khoảng 10 giây sau Duyên mới bấm. Em không thích quen quá nhiều người cho nên em thích quen một người rồi xác định là đến với nhau. Cho nên là phải có một sự đắn đo suy nghĩ. Rất chín chắn. Chín chắn điều đó. Hãy nắm tay nhau các bạn.